Lại đây, Song Kiều. Đây, ngồi đi. Chỉnh máy quay cho tốt vào. Được rồi. Chẳng phải chỉ là nếm đồ ăn thôi sao? Ừ, thì cứ coi như là nếm thử thức ăn. Nhớ gì vào máy quay và diễn tả đồ ăn ngon cỡ nào nhé. Cố lên. Không, em không thể lên sóng trực tiếp. Em làm được mà, hãy tin vào bản thân. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Xin chào, lại đến giờ ăn rồi. Hôm nay chúng ta mời một nữ thần vô danh đến ăn món huyền thoại, món ruột heo sốt mala mà ai cũng thích. Đây, các bạn hãy nhìn xem. Các bạn biết đó, món này gần đây bán rất chạy. Hơn nữa, hôm nay có khuyến mãi, đặc biệt cho người xem livestream. Mua 10 tặng 5. Nếu may mắn, bạn sẽ được mua 10 tặng 10. Có người yêu cầu thử vị cay hơn. Cay hơn đi. Lễ hội ẩm thực có phải vừa chua vừa giòn không nào? Chúng tôi có 4 vị khác nhau để thỏa mãn vị giác của các bạn. Có 4 vị nguyên bản: tứ xuyên, mala và cây dừa. Đường link mua hàng ở trong phòng livestream. Còn 10 giây cuối, hãy chốt đơn trong 10 giây. Đặt hàng ngay và đừng bỏ lỡ khuyến mãi. Bán tốt lắm. Quản lý đã ghi nhận qua hồng bán hàng vào tài khoản của cậu. Lần này cậu sẽ được nhận làm nhân viên chính thức. Vậy tôi phải cảm ơn quản lý rồi. Nhưng cô gái cậu tìm tới không sao chứ? Lúc nãy cô ấy ăn nhiều quá. Không sao, chỉ là một cô em bán mạng kiếm tiền thôi. Tôi đã cho cô ấy mấy trăm tệ, vậy là quá đủ rồi. Sao cho cô ấy ít vậy? Cô gái đó thích anh có phải không? Sao tôi thích cô ta được? Đến nhặt xác kiếm sống cô ta còn làm. Song Kiều, hôm nay em vất vả rồi. Tiền cách xê hơi ít. Bây giờ lương trả cho diễn viên quần chúng đều thế. Đây, mang cái này về ăn với nhà nhé. Không cần. Hôm nay em diễn tốt lắm. Lần tới anh sẽ xin sếp tăng lương cho em. Học trưởng, em tìm được việc rồi. Sau này em sẽ không làm việc cho anh nữa.